Xin thay mặt cho ban quản trị, hôm nay chúng ta mang tên câu lạc bộ thơ nhạc Việt. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý khách cùng các bạn, các thi hữu từ mọi miền tổ quốc về đây để chứng kiến lễ công bố ra mắt câu lạc bộ thơ nhạc Việt, để chứng kiến và chúc mừng sinh nhật một năm, đồng thời ra mắt tập thơ mang tên Đi qua quá khứ. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ tôi xin phép được nói lời tri ân tới tất cả các tác giả, các nhà thơ, các nhạc sĩ đã chung tay làm nên tập thơ rất ý nghĩa. Sau đây tôi cũng xin thay mặt cho ban quản trị được nói lời tri ân, và khi tôi đọc tên thì xin mời là mọi người, những cái nhà tài trợ cho buổi lễ hôm nay, thì tôi xin mời là sau khi tôi đọc tên thì cũng mời lên đây để chụp ảnh với ban quản trị, gồm có chị Mai Kiều Anh, Trang Thơ tỉnh Hà Nội, chị Tân Mai, Quỳnh Hoa Nguyễn, Nguyễn Mạnh Thoa, anh chị Quốc Thắng và Phương Nghi, anh Nguyễn Đăng Nam, anh Phạm Lục, anh Trương Xuân Dung, chị Kim Dung Vũ, chị Kim Ngân Pham, Thiện Tâm và Thơ và Tình, tức là IP ấy, Nguyễn Đăng Nam, Bình Đông Chu, Lê Xuân Phiến, Đoàn Động. Đề nghị bọn những người tôi đọc tên ấy, lên luôn đi ạ, thời gian không còn nhiều, xin trân trọng kính mời lên ạ. Nguyễn Thanh Hải, Triệu Thị Bích Vân, Phạm Hoàng, tức là những người có tài trợ cho chương trình hôm nay, thì đề nghị lên chụp ảnh với ban tổ chức ạ. Và sau khi chụp ảnh với ban tổ chức thì cũng đến giờ rồi, thì tôi sau chương trình, sau cái lúc chụp ảnh này thì trân trọng kính mời tất cả mọi người chúng ta lên chụp ảnh để kỷ niệm buổi hôm nay. Trong lúc chúng ta lên chụp ảnh để cho nhà hàng chuẩn bị chúng ta để bảo tiệc, xin mời các chị đã có tên những người tài trợ. Có rồi ạ. Vâng. Tại đây thơ đầy cảm xúc ạ. Xin mời ạ, xin mời thơ đầy cảm xúc lên đây ạ. Những người tài trợ xin mời lên đây để chụp ảnh ạ. Cảm ơn ạ. Xin báo cáo với hội nghị.